Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày tờ trình về dự án luật cư trú sửa đổi. Điểm đáng chú ý trong dự thảo luật là thay thế phương thức quản lý cư trú từ thủ công là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy bằng việc quản lý thông qua dữ liệu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Dự thảo luật cư trú sửa đổi đã bỏ các quy định về sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình, sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân, tách sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu luật cư trú hiện hành, đồng thời sửa đổi bổ sung một số quy định khác liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như các hành vi bị nghiêm cấm, thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, quyền được cấp, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trách nhiệm xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi cơ quan người có thẩm quyền yêu cầu. Việc thực hiện quản lý dân cư thông qua các phương thức mới bằng mã số định danh cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ dẫn đến việc bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ 13 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký, quản lý thường trú, tạm trú của công dân. Trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí với việc đổi mới phương thức quản lý cư trú theo trình bày của Bộ trưởng Tô Lâm. Ủy ban Pháp luật đề nghị Chính phủ cần có giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành việc cấp số định danh cá nhân cho gần 80 triệu công dân còn lại theo đúng tiến độ đề ra. Liên quan tới việc bỏ sổ hộ khẩu, Ủy ban Pháp luật đề nghị cần xem xét có giải pháp phù hợp thay thế để không gây xáo trộn ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước.